1975, 30 tháng 4 năm 2024 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 tại nhà văn hóa Thôn Đức Thượng. Thay mặt cho ban tổ chức siêu hội Thôn Đức Thượng, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn tới toàn thể quý vị khách quý, quý vị đại biểu cùng toàn thể các cụ hội người cao tuổi xã Âu Sơn và toàn thể nhân dân đã có chút thời gian của mình trở về đây để tham gia đêm giao lưu trong buổi tối ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn lên ạ. Vâng, xin được chân thành cảm ơn quý vị. Dạ vâng, đến với buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có các vị đại biểu trong ban lãnh đạo chi bộ thôn Đức Thượng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Hoa, bí thư chi bộ trưởng thôn Đức Thượng. Đề nghị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn này ạ. Dạ vâng, tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Văn Hảo, trưởng ban công tác mặt trận. Đề nghị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn lên. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Mạnh Hồ, chi hội trưởng. Dạ vâng, viết tắt là cháu cũng không hiểu lắm ạ. Hội cựu chiến binh ạ. Dạ vâng, xin một chúng ta dành một tràng pháo thật lớn lên ạ. Và tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Xuyến, chi hội trưởng phụ nữ. Đề nghị chúng ta dành một tràng pháo thật lớn ạ. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Hoa, bí thư chi bộ trưởng thôn của thôn Đức Thượng. Chúng ta xin mời bà lên sân khấu để có đôi lời phát biểu trước khi buổi văn nghệ này diễn ra. Xin được trân trọng kính mời bà. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Hoa. Đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân trong thôn, kính thưa các diễn viên công chuyên đến từ các chi hội người cao tuổi, chi hội phụ nữ xã Hồ Sơn, xã Tam Quan, hòa chung không khí vui tươi phấn khởi chào mừng ngày thống nhất đất nước, ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Được sự nhất trí của chi bộ đảng, chính quyền thôn, hôm nay chi hội người cao tuổi thôn Đức Thượng tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các đơn vị trong và ngoài xã. Kính thưa các vị đại biểu, các diễn viên cùng toàn thể nhân dân, cuộc tổng khởi nghĩa nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 49 năm qua đi, 49 năm đất nước ta thống nhất và phát triển để được như ngày hôm nay. Không thể nào quên đi những công ơn vĩ đại của thế hệ cha ông đi trước. Họ đã phải hy sinh tất cả máu và nước mắt của biết bao đồng bào ta đã rơi để có được giây phút non sông thống nhất. Trong không khí hào hùng của dân tộc hướng tới kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và chào mừng ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, đêm giao lưu văn nghệ hôm nay gồm 20 tiết mục múa dân vũ đặc sắc được thể hiện với sự tham gia của các hội viên người cao tuổi, hội viên chi hội phụ nữ xã Hồ Sơn, xã Tam Quan. Nội dung ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, đặc biệt là sự kiện lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, góp phần ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, ôn lại tinh thần ngày giải phóng. Với lý do đó, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc đêm giao lưu dân vũ chào mừng ngày thống nhất đất nước. Cuối cùng, xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể diễn viên và nhân dân sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công. Chúc đêm giao lưu thành công rực rỡ. Trân trọng cảm ơn.